Chào mừng quý vị cùng quay trở lại kênh Phong Thủy Gia Cát. Chúc quý vị có một ngày mới tràn đầy năng lượng và nhiều tài lộc. Các bạn thân mến, nếu bạn thuộc những con giáp này thì vào ngày 20 tháng 12 âm lịch, bạn sẽ vô cùng may mắn. Vào ngày hôm nay, những con giáp này sẽ được thần tài gõ cửa, vận đỏ như son, làm bất cứ công việc gì cũng được suôn sẻ và thuận lợi. Vào buổi sáng, chỉ cần bạn mở cửa phòng là căn phòng của bạn đã ngập tràn sự may mắn. Bước chân ra đường vẫn may bủa vây xung quanh bạn. Bởi vậy, ngày hôm nay, bạn sẽ rất dễ nhận được những khoản tiền bất ngờ từ trên trời rơi xuống. Và đó là các con giáp dưới đây. Thứ nhất tuổi Sửu, thứ hai tuổi Thìn, thứ ba tuổi Tỵ, thứ tư tuổi Thân, thứ năm tuổi Dậu và cuối cùng là tuổi Tuất. Các bạn hãy cùng kiểm chứng với mình xem có đúng không nhé. Tuổi Sửu, hỏa sinh thổ, các cặp đôi tuổi Sửu được tận hưởng một ngày bình yên. Hai bạn chỉ cần dành thời gian để ở bên nhau thôi là đã cảm thấy hạnh phúc rồi. Người ấy chính là động lực để bạn vui sống mỗi ngày. Với người còn độc thân, bạn có thể được giới thiệu cho đối tượng khá triển vọng. Quá trình gặp gỡ, đôi bên có thể còn có chút ngại ngùng. Song khi đã hiểu nhau hơn về nhau, bạn sẽ nhận ra mình và người ấy có rất nhiều điểm chung. Công việc của con giáp tuổi Sửu ngày này nhiều thuận lợi, hanh thông, phần nhiều là do bản mệnh có đủ năng lực trong những nhiệm vụ được giao chứ không phải là do may mắn. Lúc làm việc bạn chớ nên để tâm tới những lời xém pha xung quanh mình. Vận trình tài lộc của bản mệnh lúc này không có gì đáng lo khi mọi thứ đang nằm trong tầm kiểm soát của con giáp tuổi Sửu. Theo tử vi ngày 20 tháng 12 âm lịch, tình hình sức khỏe của con giáp tuổi Sửu ngày này không được tốt vì ảnh hưởng phần nhiều do sự căng thẳng trong cuộc sống mang lại. Bạn nên tìm cách cân đối cuộc sống nếu không muốn vướng vào vòng quanh cũ. Để đường công danh tài lộc được thuận lợi, gia chủ tuổi Sửu nên sử dụng vật phẩm phong thủy, tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu của phong thủy Gia Cát. Đặc biệt là vòng cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ tuổi Sửu để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Tuổi Thìn, tử vi ngày 20 tháng 12 âm lịch của 12 con giáp cho thấy hỏa sinh thổ, người độc thân có những suy nghĩ tích cực hơn về chuyện tình cảm. Bạn sẵn sàng dành thời gian để gặp gỡ người mới, hy vọng rằng mình sẽ sớm tìm được người phù hợp. Với người đã lập gia đình, con cái chính là niềm tự hào của bạn. Cũng nhờ có con cái, bạn cảm thấy tràn đầy quyết tâm hơn trong công việc. Bạn sẵn sàng cố gắng hết sức mình để đem tới cuộc sống đầy đủ hơn cho người thân yêu. Kiếp tài chiếu mệnh, bạn có quyết tâm biến những kế hoạch trên giấy của mình thành sự thật. Dù có khó khăn xuất hiện trước mắt, bạn cũng không thấy nản lòng. Duy trì được tinh thần này, bạn sẽ thành công trong tương lai gần. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Thìn cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Thân Tí Thìn để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Tỵ, chính ấn soi đường, người tuổi Tỵ có thể thẳng bước tới thành công trong hôm nay. Thậm chí dù gặp phải khó khăn đi nữa, bạn cũng có thể biến nguy thành cơ nhờ vào bản lĩnh, kinh nghiệm phong phú của mình. Tuy nhiên, với những người đã gặt hái thành công, bạn chớ vội thỏa mãn và ngủ quên trên chiến thắng. Nếu đã chạm tay đến cái đích này, bạn nên nhanh chóng xác định cái đích tiếp theo. Sự chần chừ, trì trệ có thể tạo cơ hội cho kẻ khác vượt qua bạn đấy. Nếu có việc cần phải đi xa trong hôm nay, con giáp này nên xuất phát vào giờ hoàng đạo và lựa chọn những hướng đi tốt để công việc thêm phần thuận lợi. Hôm nay cả hỷ thần ở hướng đông bắc và tài thần ở hướng nam. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Tỵ cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Thân, dưới sự thúc đẩy của nhị hợp, người tuổi Thân gặp được nhiều cơ hội để bứt phá trong sự nghiệp. Nếu là người làm công ăn lương, bạn tìm ra con đường mới để thể hiện bản thân, khiến mọi người đều phải ngạc nhiên và khâm phục. Với người làm lãnh đạo, bạn có con mắt tinh đời nên nhận ra trước những nguy cơ, giúp tập thể tránh được một bàn thua trông thấy. Hãy luôn thể hiện vai trò lãnh đạo dẫn dắt của mình, bạn chính là một người sinh ra để dẫn lối tới thành công. Về tài lộc, trong ngày kỷ tỵ này, bản mệnh được quý nhân nhị hợp mang tới một vài mối làm ăn khá là hời. Nếu có ý định đầu tư, bạn có thể triển khai sớm. Tuy nhiên cần hết sức thận trọng khi hùn vốn đầu tư hay hợp tác làm ăn, kẻo có dấu hiệu sinh lừa gạt tiền bạc, phát sinh tranh chấp nghiêm trọng. Tuy nhiên, hỏa khắc kim cảnh báo nguy cơ bất đồng giữa các cặp đôi rất có thể nguyên nhân bắt nguồn từ chuyện tiền bạc. Bạn cần phải chia sẻ những khó khăn mình đang gặp phải với đối phương, như vậy thì nửa kia mới có thể thông cảm và chia sẻ. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Thân cần luôn mang theo bên mình
Vòng tam hợp quý nhân thân Tý Thìn để trợ mệnh hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Dậu, trong ngày này được tam hợp che chở, công việc và tài lộc đều có dấu hiệu khởi sắc, mưu sự dễ dàng hơn, thu nhập cũng tăng lên đáng kể. Người làm công ăn lương có dấu hiệu tăng lương, người kinh doanh buôn bán có nhiều tài lộc trong ngày này. Xem tử vi 20 tháng 12 năm 2022 âm lịch tuổi Dậu, nhiều tam hợp cục nhập mệnh nên phương diện tài lộc của con giáp khởi sắc rõ rệt, tiền bạc rủng rỉnh, cơ hội tăng thêm thu nhập đến với cả người làm công ăn lương lẫn người làm kinh doanh, cần nhanh tay nắm bắt. Người làm công việc cố định có thu nhập ổn định, nếu làm thêm nghề tay trái thì nguồn thu sẽ dồi dào hơn. Riêng người kinh doanh buôn bán sẽ có một ngày khởi sắc rực rỡ với tài lộc ùn ùn đổ về nhà. Chuyện tình cảm trong ngày này tương đối ổn định, người đã có đôi thì tình cảm thuận hòa. Đây là khoảng thời gian đáng để bạn trân trọng và tạo điều kiện kỷ niệm đẹp bên nhau. Ngoài ra vì có quan hệ xã hội của bạn có xu hướng phát triển rực rỡ, nên bạn cũng phải hạn chế thái độ quá nhiệt tình đối với đồng nghiệp, đối tác, tránh để hiểu lầm phát sinh. Trong ngày hôm nay, sức khỏe của người tuổi Dậu cũng có dấu hiệu sa sút nên cần chú trọng hơn tới việc chăm sóc bản thân. Bạn nên ra ngoài ít nhất có thể, tránh xa các hoạt động liều lĩnh và nguy hiểm, nếu không sẽ làm tổn hại chính mình. Để đường công danh tài lộc được thuận lợi, gia chủ tuổi Dậu nên sử dụng vật phẩm phong thủy. Tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu của phong thủy Gia Cát, đặc biệt là vòng cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ tuổi Dậu để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Tuổi Tuất, kiếp tài đem tới cho người tuổi Tuất tinh thần quyết tâm làm việc. Bạn có thể sẵn sàng bắt tay thực hiện hóa kế hoạch của mình dù cho bị mọi người xung quanh can ngăn đi nữa. Tuy nhiên, bạn cần chú ý chớ hành động một cách mù quáng. Một số người dễ gặp phải mâu thuẫn, thị phi với đồng nghiệp, kẻ xấu tung tin đồn, thất thiệt, khiến hình ảnh của bạn bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, bạn nên có cách ứng xử khôn ngoan để tránh khiến mọi việc trở nên rắc rối, phức tạp và khó cứu vãn. Hỏa sinh thổ, người còn độc thân nên mạnh dạn thể hiện con người thật của mình. Như vậy thì bạn mới được nhiều người yêu quý. Còn nếu bạn chỉ luôn cố gắng làm vừa lòng người khác, thì bạn sẽ nhanh chóng cảm thấy mệt mỏi và kiệt sức. Để đường công danh tài lộc được thuận lợi, gia chủ tuổi Tuất nên sử dụng vật phẩm phong thủy. Tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất của phong thủy Gia Cát, đặc biệt là vòng cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ tuổi Tuất để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thưa quý vị, ngày 20 tháng 12 năm 2022 âm lịch, tức thứ Tư ngày 11 tháng 1 năm 2023 dương lịch, là ngày Kỷ Tỵ, tháng Quý Sửu, năm Nhâm Dần. Ngày này có nạp âm là Đại Lâm Mộc, ngày thuộc hành Mộc khắc hành Thổ, đặc biệt là tuổi Tân Mùi, Kỷ Dậu, Đinh Tỵ thuộc hành Thổ không sợ Mộc. Ngày Tỵ lục hợp thân, tam hợp Sửu và Dậu thành Kim Cục, xung hợi, hình thân, hại Dần, phá thân, tuyệt Tý, kỵ tuổi Quý Hợi, Đinh Hợi. Quý vị thân mến, như vậy chúng ta vừa tìm ra 6 con giáp may mắn nhất trong ngày hôm nay. Quý vị có thuộc một trong những con giáp may mắn ở trên hay không? Hãy comment xuống bên dưới ô bình luận để mọi người cùng được biết và chúc mừng bạn nhé! Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mọi thắc mắc hay đóng góp của các bạn, hãy comment bên dưới ô bình luận hoặc gọi điện trực tiếp đến số 0989349119 để được tư vấn trực tiếp. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn quý vị trong video tiếp theo. Xin cảm ơn!